Do gì kết quả vòng cuối, đội Lan Ngọc Thu Phương thua trắng, hai chị đẹp này bị loại. Nhiều khán giả đồn đoán rằng sẽ có hai chị đẹp của đội Lan Ngọc Thu Phương bị loại. Sau vòng công diễn mới nhất của chị đẹp đạp gió rẽ sóng, khán giả bắt đầu đồn đoán về kết quả của vòng công diễn năm. Hiện tại trên mạng xã hội đang truyền tai nhau thông tin đội Lan Ngọc Thu Phương thua trong vòng năm, đồng thời hai thành viên Huỳnh Baby và Linh Ly bị loại. Cụ thể theo luật chơi do ekip sản xuất đưa ra, 14 chị đẹp vượt qua vòng 4 tiến vào vòng năm với hai đội hình cực mạnh. Hai đội này bao gồm đội Emily, gồm Emily Lệ Quyên Diệp Lâm Anh Hồng Nhung, Henny E Diệu Nhi Phương Vi và đội Phu Phương gồm Thu Phương Lan Ngọc Huyền Baby, Linh Ly Trang Pháp Mỹ Linh Uyên Linh. Ngoài ra vòng công năm còn có một đội góp mặt đó là đội hồi sinh, gồm các chị đẹp đã bị loại ở bốn vòng trước. Nhân về vớt vào vòng năm nhờ được khán giả bình chọn. Nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, ban đầu 7 chị đẹp được hồi sinh được xác định gồm Yến Trang, Huyền Baby, Đoan Trang, Quỳnh Nga, Nguyên Hà, Hương Ly, Thanh Ngọc. Tuy nhiên do Yến Trang rút nôi Huyền Baby nhường slot vì chưa bị loại nên hai vị trí hồi sinh chuyển sang cho Hà Kino và Tú Vi. Ở vòng năm ba đội sẽ trình diễn hai phần, một phần là bài thi nhóm, một phần bài thi cá nhân. Với bài thi đấu cá nhân, mỗi đội chọn ra một thành viên đấu với hai đội còn lại. Khán giả cũng cho rằng sau khi tổng kết kết quả vòng thi, đội của Lan Ngọc Thu Phương không giành chiến thắng, đội hồi sinh cũng không chiến thắng. Nhưng tình điểm chung cuộc, đội Lan Ngọc Thu Phương bị mất hai thành viên, Huyền Baby và Linh Ly. Còn với đội hồi sinh chỉ có một mình Nguyên Hà được đi tiếp. Thông tin này mới chỉ là đồn đoán của khán giả. Các chị đẹp có liên quan lẫn ekip sản xuất chương trình đều chưa xác nhận.